Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng tôi chưa bài thi thầy chấm chung cũng xong rồi, nhưng mà có một hai đi online gửi tới cho nên là chưa chấm được mấy cái bài đó, chờ chấm xong này mà có gì tuần sau mình sẽ gửi ra lớp này. Nè, có người tới có hơn chứ, tại mình chấm điểm 100 mà. Mình chấm điểm 100 cho nên hơn 10 là cái chắc luôn. Có người gấp 10 lần luôn. Rồi chúng ta học đến hôm nay chúng ta học xong bài số 60 là bài kinh Không Gì Chuyển Hướng ở trang số 441. Thì bài kinh 60 này là cái bài kinh cuối cùng trong cái loạt bài mà giảng cho cư sĩ á. Thấy là như lần trước có nói là 10 cái bài đầu tiên ấy là Đức Phật giảng cho các vị cư sĩ, 10 bài tiếp theo là cho các tỳ kheo. Buổi tới chúng ta sẽ học các cái bài giảng, một loạt bài giảng cho các tỳ kheo, và cái phần tiếp theo nữa là giảng cho du sĩ, người vua chúa và các bà la môn. Đây là có 5 cái nội dung chính trong cái kinh Trung Bộ số 2 này. Nên là 1 là giảng cho cư sĩ, 2 là tỳ kheo, 3 là du sĩ, và 4 là vua chúa hoàng thân, và 5 là các cái vị bà la môn. Như cái tên của cái bài kinh ngày hôm nay là Không Gì Chuyển Hướng. Tuy nhiên cái tên bài kinh này dịch nghĩa thì nó không có được chuẩn xác lắm, bởi vì chúng ta thấy là nghe cái tên mà Không Gì Chuyển Hướng ấy, thì nó có nghĩa là chúng ta giống như là thấy là có ai đó muốn thay đổi cái tư tưởng của chúng ta, thì là muốn, tức là chúng ta đang tư duy theo một cái hướng này nhưng mà muốn đổi chúng ta theo cái hướng khác. Mà tuy nhiên thì cái bài kinh hôm nay nó không có cái nghĩa như vậy. Nhưng tất nhiên là nói là không có nghĩa thì nó cũng không hoàn toàn, thế là nó cũng có một cái chút nghĩa như vậy. Nhưng mà theo cái danh từ, chúng ta đi vào phân tích cái từ Pali thì chúng ta sẽ thấy này, cái từ Apanaka tức là nó có nghĩa là chắc thật, hoặc là đúng, hoặc là cái chân lý, hoặc là cái tối thượng. Cho nên ở đây nó không có cái nghĩa gì là chuyển hướng cả, nên là cái này là do cái nội dung bài kinh nó có một cái chút là chuyển hướng, nhưng mà trên thực tế thì nội dung chính của bài kinh không phải là làm chuyển hướng chúng ta, mà nó có ý nhấn mạnh là cái bài pháp này là cái bài pháp mà chân thật và không có thể nói khác được, hoặc là nó là một cái sự thật của cuộc đời hay sự thật của pháp. Và như tỳ kheo Thanissaro, không biết chúng ta có nghe qua không, cái ông dịch cái tên tiếng Anh là safe bet, safe tức là an toàn, bet tức là chúng ta đánh cược, giống như là chúng ta đánh game hay đánh bài hay là chúng ta đánh cá cược đó, chúng ta đem ra chúng ta cá cược, mà cá cược thì nó có may rủi hên xui, mà safe tức là ở đây chúng ta đánh cược, nhưng mà đánh cược một cách an toàn. Có phần lớn tất cả những cái cuộc đánh cược đó đều là đem lại một cái sự may rủi, nhưng mà cái đánh cuộc ở trong cái bài kinh này á, là cái nội dung nó chúng ta sẽ thấy từ từ, chúng ta sẽ thấy là luôn luôn mang đến cho chúng ta cái sự an toàn, không có bao giờ mà bị may rủi, tức là chúng ta nắm chắc cái sự an toàn và hướng thượng đi lên. Nên cho nên là Thanissaro dịch ra là lựa chọn tối thượng. Và như chúng ta thấy thì có thể nói là cái chủ đề bài kinh là để tránh pháp tối thượng hay là lựa chọn tối thượng, thì đó là cái nội dung, cái chủ đề của bài kinh ngày hôm nay. Thì từ từ chúng ta thấy ở đây
cái lựa chọn tối thượng tức là sao, tức là cái thời bây giờ có rất nhiều quan điểm của các cái đạo sư đưa ra đó, nhưng mà Đức Phật trao cho chúng ta với những cái đạo sư đó, chúng ta theo cái chủ thuyết của họ ấy, thì có thể là bị hao hụt cái này, bị hư cái kia, hoặc là sẽ làm cho chúng ta có thể là chút chút đi lên hoặc chúng ta đi xuống. Nhưng mà cái phương pháp mà Đức Phật trao cho đó là chắc chắn là chúng ta sẽ phải hướng thượng thôi, chứ không có cái cách nào để mà đi xuống cả. Cho nên đây là một cái bài kinh mà chúng ta nên lựa chọn để mà nương theo tu tập, thì nó rất là phù hợp với cái căn cơ của chúng ta. Chúng ta sang cái phần tên kinh thì như vừa nãy đã nói đấy, Apanaka, tức là chắc thật, là đúng, là chân lý, hoặc là một cái sự thật chắc chắn, tối thượng. Ở tiếng Anh dịch là incontrovertible, tức là không có thể tranh cãi được. Tức là nói ra đó thì không ai có thể mà cãi rằng là cái pháp này là không đúng, hoặc là cái này là sai. Incontrovertible teaching, teaching là pháp, như là cái pháp mà không có thể đưa đến tranh cãi, không có thể mà tranh cãi nó sai khác đi được. Chúng ta đọc cái phần toát yếu bằng tiếng Anh để thấy được cái nội dung chính của cái bài kinh ngày hôm nay Đức Phật sẽ giảng cái gì. Chúng ta cùng đọc. Apanaka Sutta, the incontrovertible teaching, the Buddha gives a group of Brahmin householders an incontrovertible teaching that will help them steer clear of the tangle in contentious views. The Buddha, Đức Phật, gives là giảng, a group of Brahmin, tức là giảng cho một nhóm các cái vị Bà La Môn, householder tức là gia chủ. Bà La Môn chúng ta thấy là có chia ra là những cái người xuất gia và có những người là gia chủ, tức là người còn là tại gia. An incontrovertible teaching là một cái giáo pháp mà không có thể tranh cãi được, tức là một cái giáo pháp chắc thật, là chắc chắn, không có nghi hoặc gì hết. That là cái giáo pháp đó, we help them, tức là giúp cho họ steer clear, tức là tránh xa, tức là hiểu rõ và có thể tức là hiểu một cách rõ ràng khỏi cái này of the tangle, tức là cái sự rối ren. In contentious views là những cái quan điểm mà còn tranh chấp, tức là giúp cho họ có thể hiểu rõ ràng để mà tránh xa được những cái quan điểm còn đang gây tranh cãi, tranh chấp. Tức là Phật giảng cho một nhóm gia chủ Bà La Môn một cái giáo lý mà không có thể tranh cãi được, để giúp họ có thể vượt qua được, tức là không bị mắc kẹt vào những cái quan điểm rối ren của những cái quan điểm còn đang tranh chấp đó. Thì thông qua cái phần thuật yếu chúng ta thấy là nó sẽ có rất nhiều các cái quan điểm mà thời Đức Phật còn tại thế, và những cái quan điểm đó nó làm cho chúng ta rối rắm, tức là vì nó có nhiều tư tưởng quá, chúng ta không hiểu rõ cái tư tưởng đó và không biết theo cái tư tưởng nào, thì làm cho chúng ta hoang mang. Và Đức Phật đã giảng cho những người Bà La Môn này một cái pháp mà để cho có thể tránh xa, tức là đứng ra ngoài lề cái sự mà tranh chấp đó, để có thể được yên ổn, để có thể có một cái niềm tin vững chắc. Thì chúng ta sang cái phần hoàn cảnh của bài kinh. Thì Đức Phật đi du hành đến cái nước Kosala của vua Ba Tư Nặc, và ngài đi đến, khi mà ngài đi đến cái xứ đó, Kosala đó, thì có một cái làng của các cái vị Bà La Môn. Cái làng đó gọi là làng Sala. Chúng ta mở cái trang số 445 có chú thích cái làng Sala này. Làng Sala ở trang số 445 ở phần chú giải đó. Làng Sala nằm ở lối vào rừng, nơi có nhiều sa môn Bà La Môn thuộc nhiều giáo phái thường nghỉ đêm trình bày quan điểm của mình và đả kích quan điểm của người khác. Điều này làm cho dân làng bối rối, không biết tin theo cái giáo lý nào. Thì khi đó thì khi mà những cái vị Bà La Môn này hay tin,
là Đức Phật đến thành Kosala và gần cái làng của mình, cho nên họ mừng lắm. Bởi vì như cái đoạn vừa nãy chúng ta đọc đó, thì có rất nhiều các cái bậc đạo sư đến đến để mà giáo hóa, tức là thuyết pháp cho họ đó, thì mỗi người trình bày cái quan điểm của mình và đả kích cái quan điểm của người khác, tức là họ tán dương là chỉ có cái pháp của họ là cao tột mà thôi, còn những cái pháp khác là không đúng, là sai, và thậm chí là đưa con người ta đến đọa lạc. Khi mà quá nhiều cái tư tưởng đó nó nhồi nhét vào họ thì bắt đầu họ rối, họ không biết tin theo ai nữa. Và khi mà Đức Phật đến thì họ được nghe Đức Phật là một cái vị mà đã giải thoát giác ngộ với đầy đủ 10 danh hiệu, cho nên họ mừng lắm. Họ đến, họ tìm đến đảnh lễ Đức Phật để mong rằng Đức Phật sẽ có thể giải tỏa được cái nghi nan cho họ. Thì ở đây chúng ta thấy là cũng cái bài kinh này cũng rất giống với một cái bài kinh khác chắc chúng ta có nghe qua. Chúng ta có biết bài kinh đó là bài kinh nào? Bài kinh Kalama. Dạ đúng rồi. Cái bài kinh Kalama cũng giống như vậy. Thì họ cũng hoang mang như vậy. Thì Đức Phật đến, chúng ta thấy là Đức Phật cũng khéo lắm. Ngài đến cái việc đầu tiên của Ngài ấy, chúng ta thấy là Ngài không có thuyết pháp. Cái đây là một cách mà chúng ta có thể cũng có thể học hỏi Đức Phật. Ngài đến Ngài không thuyết pháp, mà ban đầu ấy là khi mà họ trình bày cái quan điểm đó, thì mà Đức Phật là cái bậc như chúng ta biết là Ngài cũng hiểu rất rõ cái làng này là cái gì và dân chúng như thế nào rồi, cho nên là khi mà thấy họ vẫn đang hoang mang như vậy. Và cái điều quan trọng nữa là lúc đó Đức Phật họ chưa có đặt, khi mà Đức Phật đến như thế này này, họ Đức Phật hỏi một câu với họ như này, tức là các vị đã có vị đạo sư nào để mà đặt niềm tin vào chưa, thì họ nói là họ chưa. Thì qua cái đó chúng ta thấy là ngay kể cả Đức Phật đó, họ cũng chưa có đặt niềm tin vào Đức Phật. Và Đức Phật cũng là cái lần đầu tiên tới cái làng này, cho nên họ nghe cái danh tiếng Đức Phật đến, họ muốn thăm viếng để mà giải tỏa thôi. Cho nên lúc này đó, Đức Phật chưa phải là cái người mà họ hoàn toàn đặt cái niềm tin vào, cho nên là Ngài không có thao thao bất tuyệt giảng là tứ diệu đế là cái gì, khổ là gì, tập là gì, diệt là gì, đạo là gì. Bởi vì khi giảng như vậy, tức là Ngài đã tuyên dương cái giáo pháp của Ngài giống như những người khác rồi, thì họ cũng lại sẽ lại là rối thêm hơn mà thôi. Đức Phật khéo lắm, Ngài nói rằng là khi mà họ nói là họ đang hoang mang, họ chưa có bậc đạo sư để tin vào đó, thì Đức Phật nói là không sao, cứ yên tâm đi, tôi sẽ dạy cho các vị một cái pháp gọi là không có thể, như trong cái thuật ngữ bài kinh này là không có gì chuyển hướng được. Mà chúng ta nói một cách rõ ràng, tức là ta sẽ dạy cho cái vị một cái pháp chắc thật, một cái pháp không có thể tranh cãi được. Nên là dù có bà la môn nào, vị đạo sư nào đưa ra bất kỳ quan điểm nào cũng không có thể phủ nhận được cái điều này là sai. Thì ban đầu đó là Đức Phật là chấn an họ, tức là họ được phép, được quyền khởi lên cái nghi hoặc, bởi vì chưa có thỏa mãn được cái tâm tư tình cảm của họ. Và ở đây cái làng bà la môn này, chúng ta thấy là họ là những người, bà la môn là những người có tri thức, tức là họ là người có học vấn, có trình độ, cho nên là không phải là cái người dân gà mờ. Cho nên là Đức Phật nói rằng là họ nghi hoặc như vậy là đúng thôi, bởi vì người có trí thì không có thể là nói một cái mà tin ngay, hoặc là nói những cái pháp mà nó không có đúng như sự thật đó thì không có thể nào mà họ tin được. Nên Đức Phật nói là những cái hành động của họ là đúng, được phép là nghi hoặc như vậy. Thì ban đầu là Đức Phật làm một cái việc thứ nhất là trấn an họ, tức là cái nói rằng là được, họ nghi như vậy là đúng thôi. Và Đức Phật nói rằng là nếu như mà cái bước thứ hai Đức Phật làm, tức là gì, Đức Phật dạy cho cái pháp mà chắc thật này, không có gì chuyển hướng là gì, tức là dạy một cách rất là căn bản. Thì Đức Phật nói rằng là nếu như mà chưa có bậc đạo sư nào mà có thể đặt niềm tin vào đó và còn đang hoang mang với nhiều cái giáo pháp đó, thì hãy nương theo cái pháp không chuyển hướng, là các vị thấy cái gì là hợp lẽ phải, hợp với cái điều thiện, và thấy rằng là không trái với lương tâm mình đó, thì các vị hãy làm theo. Còn cái gì mà không hợp với lẽ phải, trái với lương tâm của mình, thì không nên làm theo. Thì cái đó được gọi là cái pháp chắc thật, tức là mình làm những cái mà mình cảm thấy nó đúng thì nên làm theo. Thì chúng ta thấy như vậy đã được chưa? Có nghe tiếng chưa? Tại sao chưa được? Bởi vì chúng ta thấy là cái tiếng nói của con tim của mình nó rất là rõ ràng. Chúng ta có thể lừa dối người khác được, nhưng mà không lừa dối chúng ta được. Thì cái Đức Phật nói là làm theo lương tâm của họ, tức là cái lương tâm họ thấy thiện thì họ làm, mà thấy ác thì họ tránh, thì cái đó là rõ ràng rồi. Mà có vị nào nói là chưa đấy, thì tại sao chưa? Mỗi
À đúng rồi, chính xác. Tôi nói là mỗi một miền nó mỗi một khác, tức là cái phong tục, tập quán, rồi cái quan điểm mỗi nơi nó một khác và mỗi người nó một khác. Tức là mình làm theo cái lương tâm mình. Chẳng hạn như là chúng ta thấy là cái lương tâm của mình ấy nó khéo biện luận lắm. Cho nên là nhiều khi là chúng ta thấy là nó phù, hay là nói đơn giản thôi, nó cái văn hóa của cái miền này có thể cho cái việc này là ok, không vấn đề gì. Nhưng mà sang cái vùng khác đó thì những cái đó nó lại không phải là một cái việc tốt. Chẳng hạn như chúng ta thấy ngay như trong Phật giáo mình cũng vậy thôi. Thời mà cái thời Đức Phật ở Ấn Độ đó, nếu mà các vị mà tu sĩ mà mặc áo mà bày cái vai hữu, tức là mặc cái áo mà hở cái vai bên phải đó, bày vai hữu tức là vai hữu là vai phải, bày tức là để chống ra đó, thì là rất là tôn trọng. Chúng ta đọc trong kinh điển Đại Thừa hay trong kinh Nguyên Thủy, bao giờ cũng thấy là Tôn giả Xá Lợi Phất hay là ai đó đến trước Phật là quỳ gối chắp tay bày vai hữu đó. Thì chúng ta thấy là đó là một cái hành động rất là cung kính, rất là tôn trọng. Nhưng mà khi mà đến Phật giáo Bắc Truyền, chúng ta thấy là mà để trần ra như vậy thì không có phù hợp nữa. Cho nên là chúng ta thấy là mới có cái ngoài cái y ra có thêm cái hậu là vậy. Thì cái văn hóa nó khác, thì chúng ta thấy là nếu như mà làm theo cái quan điểm của chúng ta, cái quan điểm của chúng ta nó không có chắc thật. Và chúng ta ấy, nhiều khi là chúng ta hay biện luận đó, biện luận cho những cái hành động mà nó không có đẹp của chúng ta. Như chẳng hạn như là chúng ta muốn thấy cái cô này đang đi ở trên đường, thấy cô thỏ thỏ tay túi, rút ra nó rớt cái khoảng một sấp thấy $100, chắc cỡ ít nhất phải 1,000. Chúng ta lượm lên, ban đầu chúng ta thấy là chúng ta là người Phật tử, chúng ta thấy là có lẽ cái tiền chắc phải trả, xong chúng ta suy nghĩ một hồi thấy cái tiền nó cũng to, bắt đầu chúng ta biện luận lại, chắc cái cô này trước là quỵt nợ của mình 1,000, cho nên nay rớt cái tiền trước mặt mình để mình lấy đây. Chúng ta đấy, chúng ta tự biện luận để chúng ta lấy cái tiền đó. Đó là cái quan điểm chúng ta. Chúng ta biện luận như vậy để chúng ta thấy là chúng ta lấy cái tiền đó một cách hợp lý. Trên thực tế đó là cái tiền đó là chúng ta theo cái đạo đức thế gian thông thường là chúng ta nhặt rồi rơi thì chúng ta trả lại cho cái người mà bị mất, đúng không? Nhưng mà chúng ta tự biện luận theo cái lương tâm của chúng ta, chúng ta cho phép. Lúc đấy là chúng ta biện luận xong, cái lương tâm chúng ta cho phép, chúng ta lấy 1,000 đó, thì chúng ta thấy là cái quan điểm chúng ta rõ ràng là nó phù hợp với chúng ta, nhưng mà nó không có phù hợp với cái đạo đức thông thường của thế gian. Cho nên là với cái pháp chắc thật mà thấy cái gì phù hợp với lương tâm mình thì làm theo, thấy cái gì là thiện làm theo, nó rất là tương đối. Cho nên là cái pháp đó là pháp chắc thật, nhưng mà Đức Phật dạy đó là trên một cái nền tảng đạo đức chung chung vậy thôi. Nhưng mà tiếp theo Đức Phật dạy còn rất là nhiều. Đức Phật còn dạy thêm này là nó phải tương ưng. Chúng ta thấy là cái quan trọng đó là chúng ta thấy là phù hợp với quan điểm của mình rồi, nhưng mà chúng ta nó phải có một cái chuẩn mực đạo đức, chứ cái chuẩn mực của chúng ta không bao giờ đúng. Đức Phật nói rằng gì, nó phải phù hợp với chúng ta rồi, nhưng mà nó phải phù hợp với cái, tức là phải có cái sự tương ưng. Tương ưng là gì? Cái này là cái không có thể sai được này. Tương ưng với cái là xem cái hành động đấy có phải là vô tham, cái hành động đấy có phải là vô sân, hành động đấy có phải là vô si không. Nếu mà chúng ta thấy là ba cái tương ưng đó mà nó còn có tham, còn có sân, còn có si, ví dụ như là cái hành động vừa rồi chúng ta thấy là nhặt 1,000 lên, chúng ta tư biện luận để cho nó hợp lý, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta xét lại thì rõ ràng là cái tâm nó đang dính với cái tham, thì rõ ràng là nó có một cái chuẩn mực ở đó. Ta biện luận xong rồi, phải thêm một bước nữa chúng ta xét xem là cái tương ưng nó có đúng không, thì chúng ta thấy là cái tương ưng rõ ràng là gắn với cái tham. Nếu mà gắn với cái tham tức là tam độc rồi, thì cái hành động nó không phải là cái chuẩn mực đạo đức nữa, thì nó trở thành là bất thiện. Nhưng mà chúng ta nhặt 1,000 đấy, chúng ta gọi lại, chúng ta trả, chúng ta xét cái hành động đấy, chúng ta thấy là phù hợp với lại cái lương tâm của mình rồi, và chúng ta thấy là nó lại phù hợp một cái nữa là vô tham, thì cái đó là cái căn bản của cái việc mà tức là cái chuẩn mực đạo đức để chúng ta đánh giá nó, tức là phải xét xem nó có thứ nhất là phù hợp với lương tâm mình rồi, thứ hai là nó có đúng với cái tương ưng của vô tham, vô sân và vô si hay không. Khi mà đầy đủ yếu tố đó thì đó là cái pháp chắc thật mà chúng ta có thể theo được. Thì đó là một cái nền tảng đầu tiên
mà Đức Phật trao cho những cái người dân Kalama, hoặc là như trong bài kinh này tương tự như vậy. Đức Phật dạy rất giống với bài kinh Kalama, thì Đức Phật nói rằng là thứ nhất là trấn an họ, thứ hai là dạy cho họ cái pháp chắc thật là phải làm theo đúng lương tâm và nó phù hợp với lại vô tham, vô sân và vô si. Thì hơi dài một chút, nhưng mà đó là cái phần hoàn cảnh của bài kinh. Khi mà họ đến, họ thưa với Đức Phật là Đức Phật hỏi là có bậc đạo sư nào để mà tin theo không, thì họ nói rằng là chưa có bậc đạo sư nào mà tin theo cả. Thì Đức Phật mới dạy cái pháp chắc thật đó, và sau đó thì đó là cái hoàn cảnh mà Đức Phật sẽ trình bày một cách chi tiết hơn. Thì đó là cái nội dung chính của bài kinh mà chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo đây. Thì chúng ta thấy là cái Đức Phật không có dừng lại ở cái chuẩn mực đạo đức, bởi vì cái chuẩn mực đạo đức ấy thì thế gian tự nó đã có rồi, nó không cần Đức Phật phải ra đời để mà thuyết pháp thêm nữa. Nhưng mà cái mà Đức Phật hướng mọi người đi đến, tức là gì, sau khi mà thấy được cái đạo đức thế gian đó rồi, và cái mà Ngài hướng tới không phải là đó, mà phải hướng thượng, tức là phải đi lên, và cao tột nhất là phải hướng con người ta đến giải thoát. Cho nên bất kỳ cái bài pháp nào mà cái thính chúng mà họ có rất là mới mẻ đi nữa, thì Đức Phật cũng làm cho họ nhuần nhuyễn xong rồi. Khi mà thấy họ trong kinh, chúng ta vẫn thấy là Đức Phật thấy là khi thấy tâm họ nhu nhuyễn rồi đó, tức là có thể tiếp nhận được giáo pháp cao hơn, thì Đức Phật sẽ dạy cái pháp cao hơn chứ không có bao giờ ngừng ở đó. Thì sau khi mà để cho họ thấy được cái nền tảng đạo đức rồi đó, thì Đức Phật mới đi tiếp này. Chúng ta đi vào cái phần tóm tắt ở trang số 442. Phật trình bày cho các gia chủ làng Sala một số quan điểm mâu thuẫn nhau của các gia môn, bà la môn đương thời, và dạy một pháp không thể tranh cãi. Ngài đề cập đến năm tà thuyết đương thời. Thì sau khi mà trấn an họ, tức là làm cho họ có một cái bình tâm lại rồi đó, thì Đức Phật đi tiếp. Lúc này là cái chính yếu này, tức là Đức Phật không chỉ để cho họ thấy một cách mờ, tức là cái quan điểm đó là thế này thế kia, nhưng mà Đức Phật phân tích, Đức Phật đi vào phân tích một cách cụ thể để cho họ thấy là cái quan điểm này nó là như thế này, và nó sẽ có cái lợi ích như thế nào hay cái tác hại như nào. Đức Phật lần lượt Đức Phật phân tích những cái chủ thuyết thời bấy giờ để cho những cái người dân họ tự họ thấy được là cái quan điểm đó đúng hay sai, để mà họ có muốn theo hay không nữa, hay là không theo. Thì ở đây chúng ta cũng thấy rất rõ ràng, đó là cái cách mà chúng ta có thể học được, là trước khi mà chúng ta thấy là gặp ai, hoặc là con cái trong gia đình, hay là bất kỳ ai đó còn đang phân vân cái gì đó, mà chúng ta biết là chúng ta phải là phân tích cho họ, chứ đừng có áp đặt họ là cái này mới đúng, cái kia mới sai. Chúng ta phải chỉ cho là cái lợi ích như thế nào và cái nguy hại của nó như nào, để cho họ tự nhận thấy. Khi mà họ tự nhận thấy thì tự động họ sẽ biết đường họ đi hay không đi mà thôi. Thì ở đây Đức Phật có rất nhiều các cái quan điểm đương thời bấy giờ, nhưng mà tiêu chung thì có 6 cái quan điểm chính ở dưới đây. Cái quan điểm thứ nhất là chấp nhận chấp hư vô luận hay duy vật cực đoan. Thì cái chủ thuyết thứ nhất bấy giờ là cho rằng là mọi thứ là hư vô, và hư vô ở đây tức là hư vô một cách cực đoan, tức là nói về duy vật, tức là nói rằng là cái thân này là chết là hết, không còn cái gì nữa, tức là không có một cái đời sau nào hết. Thì về cái thuyết đầu ấy, chúng ta có thể chúng ta nhìn sang trang kế bên ở trang 443 đó, có giải thích cái thuyết đầu tiên này này. Về cái thuyết đầu tiên không có đời sau, người có trí sẽ nghĩ rằng nếu chủ trương ấy là đúng thì người chủ trương khi mạng chung sẽ cảm thấy an toàn. An toàn tức là sao? Dạ đúng rồi, tức là họ muốn tạo một cái cảm giác an toàn cho họ, tức là mình làm ác đây rồi thì thấy là chết xong thì cũng hết rồi, chứ không có cái gì cả, cho nên là mình không có chịu hậu quả gì hết. Thì tức là nếu như mà thấy rằng là mình làm ác mà đời sau phải chịu quả báo ấy, thì mình sẽ lo âu, mình sẽ lo lắng. Nhưng mà đây họ tự tạo ra một cái chủ thuyết, đó là chết là hết, để cho khỏi chịu trách nhiệm về bất cứ cái hành động nào họ làm. Thì họ thấy là như vậy thì an toàn quá, mình cứ thoải mái mình làm đi, không sao cả. Vì không có đời sau nên việc ác họ làm không có quả báo, nhưng hiện tại
họ vẫn bị người trí của trách. Chúng ta thấy Đức Phật phân tích rất là rõ ràng, tức là tuy rằng với cái chủ thuyết đó đưa ra thì họ thấy an toàn đó, nhưng mà người có trí sẽ quả trách, bởi vì chúng ta thấy là nếu như mà ngay hiện tại này họ có cho là chết là còn hay không còn ấy nữa, mà bây giờ hiện đại sống của họ làm ác, tức là thấy đồ thì giật, mà thấy tức là làm tất cả mọi thứ mà không có tốt đẹp như vậy, chúng ta là những người bình thường đây, chúng ta nhìn thấy là đã không có ưa họ rồi, hoặc là đụng cái là dựng cái mặt lên ấy, là chúng ta thấy là cũng không gần được rồi. Thì ngay cái đời này chúng ta thấy là những cái người mà chối bỏ cái trách nhiệm của mình đó, với cái những hành động không có đẹp của mình đó, thì đã bị người trí quả trách rồi. Thì tuy rằng ban đầu ấy, họ thấy an toàn, tức là có lợi cho họ đó, và Đức Phật chúng ta biết rồi, cái pháp của Ngài dạy bao giờ cũng là lợi mình, lợi người và lợi cả hai. Nhưng mà trên đây ấy, cái thủ thuyết của họ là chỉ có đem lại lợi cho họ thôi, tức là thấy an toàn cho mình khi mà mình làm ác, nhưng mà sẽ là hại cho những người khác, và tất nhiên sẽ bị người trí quả trách. Và Đức Phật nói tiếp này, nếu chủ trương của họ sai thì họ bị mất mát cả hai phương diện, tức là họ bị mất cả hai đầu. Và mất cả hai đầu là gì? Tức là hiện tại sẽ bị người trí quả trách như ở trên đó, và tương lai họ sẽ chịu quả báo sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Với những cái người làm ác, tức là cho rằng là chết là hết đó, mà mặc sức làm những cái điều bất thiện đó, thì Đức Phật nói rằng là sẽ có hai cái hại. Tức là ngay trước mắt đã bị người ta chê trách, người ta không có ưa. Và cái hại thứ hai nữa là, ví dụ như mà có đời sau đi chăng nữa, thì họ sẽ phải đón nhận những cái quả báo mà họ sẽ phải làm ra. Tức là ví dụ, tức là hai cái hại là gì? Tức là nếu như mà đúng, họ cho là đúng là chết là hết đó, thì họ vẫn bị một cái hại, tức là ngay đời này người ta đã chê trách rồi. Và nếu như mà cái quan điểm của họ là sai, tức là có đời sau đó, thì họ sẽ phải chịu những cái quả báo, tức là ngay đời này đã khổ và đời sau cũng sẽ phải khổ. Thì cái pháp đó là không phải là cái pháp chắc thật, là cái pháp mà đáng chê trách, mà chúng ta phải sửa, đừng có theo. Và Đức Phật lại phân tích để cho họ thấy này, ngược lại, người theo chủ trương hữu kiến. Hữu kiến ở đây tức là hữu, tức là tam hữu, chỉ cho tam hữu đó. Kiến tức là có, tam hữu tức là có một cái sự sinh tử luân hồi trong ba cõi. Thì nó ngược với lại cái phi hữu kiến. Phi hữu kiến tức là cho chết là hết đó. Thì ngược lại, người chủ trương hữu kiến và hành xử tùy theo đó thì được lợi cả hai phương diện, tức là win-win situation đó, tức là làm cỡ nào chúng ta cũng thắng đó. Là cái pháp đấy rất là chắc thật rồi, là pháp tối thượng rồi. Tức là hiện tại được người trí tán thán, và tương lai sẽ sinh vào thiện thú thiên giới, tức là vào cõi trời đó. Đức Phật nói rằng là với những cái người mà làm thiện đó, thì ví dụ như mà với cái sự kiện thứ nhất là họ cho rằng là chết là hết, không có đời sau đấy, thì họ vẫn được lợi. Tức là khi mà làm những cái việc tốt đó thì những cái người xung quanh sẽ tán thán, người trí sẽ khen ngợi, tức là họ sẽ được vui vẻ thoải mái trong cái đời hiện tại này rồi, chứ không có phải sống trong lo âu lo sợ. Và nếu như mà có đời sau thì những cái việc thiện, những cái việc tốt đẹp đó sẽ hướng dẫn họ đi đến những cái cõi mà tốt lành, tốt đẹp hơn. Thì rõ ràng là dù có đời sau hay không có đời sau đi chăng nữa, mà chúng ta có làm những cái việc đạo đức, việc thiện đó, thì chúng ta vẫn cứ là win situation, tức là chúng ta vẫn được người khen ngợi và có những cái quả báo tốt lành. Thì đó là cái chủ trương thứ nhất. Đức Phật phân tích cái hại của nó là bị người ta chê trách, và đời sau sẽ, nếu có đời sau thì sẽ bị sinh vào những cái chỗ ác thú đọa xứ. Và cái chủ thuyết thứ hai là chấp không có đời sau và quả báo. Ở đây cũng chấp không có đời sau giống như ở trên, tức là chết là hết, nhưng mà nó có một cái khác một chút, tức là nó nằm ở chữ quả báo đó. Thì cái thuyết thứ nhất gọi là hư vô cực đoan, tức là chết là hết, không có cái gì. Còn cái thuyết thứ hai tức là gì? Nó có ý là gọi là cái thuyết đó được gọi là thuyết vô hành hoặc là vô tác dụng, tức là làm những cái việc đó nó không có tác dụng, tức là làm thiện làm ác ở trên ấy, chết là hết thì nó không có khe gì thiện ác, tức là làm ác thì như cái phần phân tích ở trang kế bên đó, làm ác thì bị người ta chê trách rồi đời sau sẽ phải khổ, còn làm thiện thì được người ta khen, đời sau sẽ được sinh vào những cái chỗ tốt lành. Còn cái chủ thuyết thứ hai tức là
là nhấn mạnh về cái nghiệp quả, nghiệp báo, tức là nó có hành, tức là những cái việc làm. Cái thuyết này được gọi là thuyết vô hành hay là thuyết vô tác dụng, tức là làm những cái nghiệp thiện nghiệp ác đó nó không mang lại quả báo, tức là có thể là quả báo có thể trổ ở đời này hoặc là trổ ở đời sau. Ví dụ như là chúng ta làm những việc thiện có thể là nó sẽ trổ quả ngay lúc đó hoặc là vài tháng sau hoặc là vài năm sau, tức là cũng ở trong đời này chứ không phải là chết mới phải chịu, tức là ngay trong đời này mà có thể là trong một cái thời gian ngắn hoặc dài nó sẽ trổ quả hay không trổ quả. Và cái chủ thuyết ở đây thì họ nói rằng là không có cái tác dụng của cái việc thiện việc ác. Là chúng ta có thể mở cái trang số 448 thì sẽ giải thích thêm về cái thuyết này. Ngay cái phần số 9 đó, thì cái thuyết thứ hai này chính là cái thuyết vô hành. Sau này chúng ta học về kinh Trường Bộ thì sẽ giải thích sẽ rất là chi tiết, rất là rõ ràng hơn. Trong kinh Sa Môn Quả, thuyết vô hành này được gắn cho vị đạo sư tên là Phú Lan Na Ca Diếp. Mặc dù mới nghe qua quan điểm này dường như chủ trương duy vật như quan điểm chấp đoạn trước đấy, nhưng có bằng chứng kinh điển cho thấy Phú Lan Na Ca Diếp theo một cái lý thuyết rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ là lý thuyết đạo đức của ông là mọi hành vi đã được định trước theo những cách mà ta không có thể gán trách nhiệm đạo đức cho người làm. Tức là gì? Ví dụ như là chúng ta nói cái này để cho chúng ta dễ hình dung, tức là ví dụ như là cầm một cái dao mà chặt đầu ai xuống thì nó không có cái nghiệp thiện ác, vì ông ấy giải thích là đó là nó định trước như vậy, tức là nó giống là cái dao đưa lên và chặt xuống một cái xác thịt thôi, chứ không phải là chặt vào một cái con người, cho nên nó không có tác dụng gì hết. Tức là không coi chúng ta là một hữu tình và không coi cái việc đấy là việc thiện việc ác gì hết, giống như là chúng ta chém vào hư vô vậy, nó không có tác dụng gì hết. Và chém vào con người cũng giống như chém vào hư vô, thì nó không có cái nghiệp sát ở đó. Tức là mọi hành vi đã được định trước, tức là đến lúc đấy là phải giơ dao lên và đến lúc đấy là phải chém đầu thôi, chứ nó không có cái nhân duyên gì hết và không có bất kỳ một cái gì tác dụng gì hết, thì nó đơn giản là như vậy thôi. Thì đó là cái thuyết thứ hai là vô hành hoặc là vô tác dụng, tức là nó nhấn mạnh về cái quả báo của cái việc chúng ta làm, thì nó cũng thuộc về hư vô luận đó, tức là không có đời sau, nhưng mà nó nhấn mạnh về cái hành động tạo tác của chúng ta. Và cái thuyết thứ ba tức là chấp không có quả báo các nghiệp lành dữ, nó cũng hơi tương tự như trên, tức là nhưng mà đây nó nhấn mạnh một cái khác, tức là nhấn mạnh về cái nhân duyên, tức là nó cũng không có các cái việc thiện ác, quả báo của thiện ác. Nhưng mà ở trên ấy thì cái thuyết thứ hai tức là đến nó là tự nhiên thôi, đến lúc đấy là đưa dao lên chém, đến lúc đấy là đầu phải lìa khỏi cổ. Nhưng mà cái thuyết thứ ba tức là không có, tức là đặt nặng về cái nhân duyên, tức là không phải là do có cái nhân là ông này ông ấy gây thù oán, hoặc là không phải do cái ông này trước đây đã chặt đầu ông này mà ông kia ông chặt đầu lại. Ở trang chúng ta mở trang số 448 cái phần nốt số 10 đó thì giải thích thêm là cái thuyết vô nhân này. Thuyết vô nhân mà giáo phái Mạt Già Lê chủ trương trong kinh Sa Môn Quả được gọi là luân hồi tịnh hóa. Thuyết này được đề cập đến trong tác phẩm Lịch sử và lý thuyết của Mạt Già Lê chương 12-13. Tức là nó đơn giản, tức là nói đơn giản như vừa rồi, tức là ở đây cũng là chấp không, nhưng mà nó nhấn mạnh đến cái nhân duyên. Tức là ông ấy chủ trương là luân hồi tịnh hóa ở đây, tức là gì? Tức là cứ làm thiện làm ác thoải mái, không có vấn đề gì hết. Tức là chúng ta sinh ra một hồi, ví dụ một cái quỹ đạo là chúng ta sống 40 đại kiếp là tự nhiên là chúng ta giác ngộ, thì cứ sống thì sống cỡ nào cũng được. Thì đến cái thời gian đấy, giống như mình gọi là sống lâu lên lão làng vậy, tức là đến cái thời gian đấy là tự chúng ta giác ngộ thôi, chứ không có cần phải tu tập tu hành gì hết, là cứ làm thiện làm ác thoải mái, nó là như vậy. Cái này có rắc rối không? Không rắc rối đâu. Chúng ta ba cái chủ thuyết đầu tiên đấy, thì chúng ta đơn giản tức là chấp, tức là nói ngắn gọn là như thế này, ba cái chủ thuyết đầu tiên đấy tức là chấp và không. Chấp và không tức là họ nhấn mạnh rằng là chết là hết, cho nên là mọi hành động tạo tác của chúng ta, dù có nhân duyên hay không có nhân duyên, dù là có quả báo hay không có quả báo, thì chết là hết, không có gì hết, không phải chịu trách nhiệm về những cái việc đó.
Nên là nó chia ra, nó chia chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta hiểu chung một cái, tức là chúng ta làm những cái việc đó là hư vô, nó không có một cái tác dụng gì hết. Làm cỡ nào đi nữa, dù có thiện hay ác, dù có bố thí cúng dường, dù có là ăn chay niệm Phật hay cái gì đi nữa, thì nó không có tác dụng gì hết, chết xong là hết thôi. Thì đơn giản như vậy thôi. Và cái thuyết thứ tư là thuyết định mệnh vô nhân, thì nó cũng gần gần giống ở trên một chút. Định mệnh thì chúng ta biết rồi, tức là chúng ta sinh ra là có cái tiền định của cái nghiệp quá khứ mà chúng ta đã làm sẵn rồi, cho nên là đến lúc này là chúng ta sinh ra là chúng ta chịu đựng những cái quả mà chúng ta đã, những cái nhân mà chúng ta đã tạo ra thôi. Và cái thuyết thứ năm là không có các cõi vô sắc. Ở đây thì cái thuyết thứ năm này thì hơn bốn cái thuyết đầu tiên một chút, là họ cho rằng là cũng có nghiệp thiện nghiệp ác, cũng có đời sau, nhưng mà nó chỉ luẩn quẩn ở trong cõi dục giới này thôi, chứ còn người ta không có thể vươn lên, không thể có một cái cõi nào là cõi vô sắc cả. Tức là họ nói rằng là đã sinh ra là phải có cái xác thân vô sắc, tức là không có cái xác thân này, thì họ quan điểm như vậy. Thì theo như những người có trí hoặc Đức Phật nói rằng là những cái người mà tu tập thiền định đó thì có thể sinh vào các cái cõi trời. Có những cõi trời như chúng ta thấy là ngũ tịnh cư thiên, là cái cõi mà còn tuy còn sắc nhưng mà gọi là sắc cứu cánh thiên đó, tức là sắc nó rất là vi tế rồi, và đến lúc mà chúng ta tu tập cao hơn nữa thì nó chỉ, tức là như trong đạo nho giáo cũng nói là hữu thân hữu khổ đó, hoặc là tức là cho rằng có cái thân này tức là khổ, cho nên là chúng ta thấy đã có cái tư tưởng, ngay cả ngoài đạo đã có cái tư tưởng, tức là có cái thân là có cái khổ, tức là họ muốn hướng tới là không còn cái thân này. Thì trong đạo Phật cũng tương tự như vậy, chúng ta có những cái cõi là chỉ cho cái tâm của chúng ta sinh, chỉ có cái tâm nó vận hành thôi, cái xác nó trở nên rất là vi tế. Cái này không phải là cái tưởng tượng xa xôi, mà tức là theo cái đà tiến hóa chúng ta cũng thấy rất rõ rồi. Con người chúng ta ở đây thì do là mà chúng ta phải vận động, chúng ta phải hoạt động đầy đủ cả chân tay đầu óc, cho nên là cơ thể chúng ta, với chúng ta thấy như thế này tức là bình thường, nhưng mà chúng ta thấy là có những cái chúng sinh ngoài hành tinh ấy, mà chúng ta thấy theo như mô tả của các nhà khoa học ấy, tức là cái đầu bự chả bá thế này, còn cái thân cứ tí xíu thôi. Thì tại sao vậy? Tại vì bởi vì là họ không có dùng đến chân tay nữa, thì tự nhiên là các cái cơ chân cơ tay cơ thể của họ bé xuống, nhưng mà cái đầu họ làm việc nhiều thì cái đầu nó sẽ phải to lên. Cái đầu tức là chỉ cho cái nhấn mạnh về cái tâm. Và những người đấy là những người làm việc gọi là tục đế, tức là kể cả khoa học và ngoài hành tinh làm việc như vậy cũng vẫn là tục đế thôi. Còn trong đạo Phật, tức là chúng ta rèn luyện cái tâm, thì cái tâm của chúng ta tự nhiên sẽ to ra cho đến mức là chúng ta thấy bốn cái cõi vô sắc đó, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, thức là cái, có thể nói là một trong những cái tâm đó. Khi mà chúng ta tuyên về thiền định, chúng ta tu tâm, thì tự nhiên cái tâm của chúng ta nó sẽ lớn mạnh, và thậm chí nó át cả cái thân của chúng ta đi. Thì cái chuyện đó là không phải là tưởng tượng, mà rõ ràng là chúng ta thấy là theo như khoa học là chúng ta đã thấy rõ được cái điều đó rồi. Nhưng mà cái khả năng của chúng ta mới có thể nhìn thấy cái người ngoài hành tinh đầu to mà chân bé, là chúng ta có thể hình dung ra được mấy cái người mà tu tâm một cách tuyệt đối, thì rõ ràng là cái thân này nó sẽ không có cần đến nữa, không cần thiết đến cái thân này nữa. Thì đối với lại cái chủ thuyết thứ năm đó, là họ đã khá hơn những cái bốn cái chủ thuyết trước, tức là họ đã có sự tu tập và đạt đến cái cõi, tức là đã có những cái thiền những cái cõi thiền sắc giới đó, thì chúng ta thấy là có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tức là những cái cõi đấy cho đến tứ thiền, là đưa chúng ta vào các cái cảnh giới của cõi trời, nhưng mà vẫn còn sắc, vẫn còn cái thân thể vật lý. Còn có cái cõi vô sắc là vô sắc giới đó, thì họ chưa có đạt tới đó, cho nên họ nói rằng là chỉ có đến, tức là với cái chi kiến, cái sự tu tập của họ giống như con mắt của chúng ta đó, có thể nhìn xa được đến cái mức độ đến hết cái chỗ Bồ Đề Phật Quốc thôi chẳng hạn, thì cái khả năng của chúng ta, con mắt của chúng ta nhìn đến đó là hết rồi, và sẽ không biết rằng là sau cái bức tường của Bồ Đề Phật Quốc nó sẽ là cái gì nữa. Thì tương tự như vậy, các chúng sinh ở đây đó, với cái sự tu tập của họ, họ có thể đi lại qua trong cõi dục giới cho đến cõi sắc giới, tức là các cái cõi trời thôi, nhưng mà họ không nhìn xa hơn sau cái cõi trời đấy được nữa, nên là cái con mắt và cái tì kiến của họ chỉ đến đấy là họ ngưng thôi.
họ không nhìn thấy xa hơn nữa. Còn những cái vị mà tu tập mà có khả năng chứng đắc cao hơn thì thấy được cái cõi vô sắc giới. Và do vì không thấy được cái cõi vô sắc giới cho nên họ kết luận rằng là không có các cõi vô sắc. Và tương tự như vậy, cái chủ thuyết thứ 6 tức là không có hữu diệt. Hữu ở đây tức là tam hữu đó, gồm có sắc giới, còn có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tức là họ nói rằng là không có hữu diệt, tức là không có cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới diệt. Diệt ở đây tức là niết bàn, tức là không có thể thoát ra ngoài được tam giới. Nên là họ có khả năng họ tu đạt vượt qua được cõi sắc giới và đạt đến cõi vô sắc giới, tức là cái tâm họ tồn tại với cái tâm thôi và không có chịu khổ về cái thân nữa. Nhưng mà họ chỉ đạt đến cái mức của vô sắc giới chứ họ không có thể được giải thoát niết bàn. Cho nên họ nói rằng là như vậy là không có giải thoát niết bàn tuyệt đối, tức là không có hữu diệt một cách tuyệt đối, và chỉ có dừng lại cao nhất là đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ chẳng hạn. Thì đó là các cái quan điểm mà đã có ở thời Đức Phật. Nên là từng cái quan điểm chúng ta thấy là nó đi từ thấp đến cao, đến cái cõi mà hữu diệt là cái khả năng chứng đắc của những người này đã rất là cao rồi, có thể chứng đến được tứ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc giới, và thậm chí là chúng ta thấy là có cái định cuối cùng, tức là gọi là kiều định ấy, hay còn gọi là diệt thọ tương định. Nhưng mà họ vẫn là đối tượng của sinh và diệt, tức là vẫn còn song sinh diệt của tam hữu chứ không có đắc được niết bàn. Thì Đức Phật nói rằng là trước hết đó, khi mà sau khi mà an ủi trấn tĩnh rồi, sau khi mà dạy cho một cái pháp chắc thật là làm lành tránh ác mà dựa trên cái căn bản của lý trí và cái sự tương ưng rồi, thì Đức Phật mới phân tích rằng là các cái quan điểm này nó sẽ tồn tại năm sáu cái quan điểm này. Và sáu cái quan điểm này Đức Phật nói rất rõ ở dưới này: mỗi chủ trương đều có một lập trường ngược lại với nó. Cuối cùng Ngài đề cập đến bốn hạng người như ở kinh 51 là cái bài kinh chúng ta thi đấy, tự hành khổ mình, hành khổ người và hành khổ cả mình lẫn người, và có hạng cuối cùng không hành khổ ai. Thì cái đoạn này chúng ta phân tích sau. Đức Phật nói rằng là sáu cái chủ thuyết trên ấy đều có cái chủ thuyết ngược lại, tức là gì, nếu mà chấp là chết là hết ấy, thì có ví dụ như vậy, thì có các cái chủ thuyết khác, tức là chết vẫn còn, thì nó đều có cái chủ thuyết ngược lại thì sinh ra tranh cãi. Nhưng mà Đức Phật dạy cái pháp là không có tranh cãi. Và Đức Phật nói rằng là ba cái chủ thuyết, cái đoạn cuối cùng ở trang số 442 này, Đức Phật nói rằng là người chủ trương ba thuyết đầu thì có thể từ bỏ ba thiện pháp về thân ngữ ý, thực hành ba pháp về thân ngữ ý, vì họ không thấy sự nguy hiểm hạ liệt của bất thiện pháp và lợi ích của thiện pháp. Tức là gì? Với những cái chủ trương của ba thuyết đầu ấy, thì cái này chúng ta cũng có phân tích rồi, tức là nếu mà họ chấp là chết là hết không có gì đó, thì họ sẽ cái nguy hiểm của nó, tức là họ sẽ dựa trên cái chủ thuyết đấy họ mặc sức làm những cái điều ác, thì cái đó là một cái sự nguy hiểm. Và một cái nguy hiểm nữa là họ sẽ không có muốn làm điều lành. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là làm cái điều ác ấy, nó giống như là chúng ta đi xuống dốc ấy. Đi xuống dốc thì nó không có mất sức gì hết, còn mà làm điều lành là chúng ta phải nỗ lực. Giống như chúng ta đi lên dốc thì cái thói thường của chúng ta là chúng ta thấy là muốn thoải mái về thân về tâm, tức là tội gì mà cái phải nỗ lực làm chi, sống nó đâu cuối cùng mình cũng chết, đâu có làm gì. Cho nên là chúng ta cứ mặc sức, không cần cố gắng, cái sống buông thả. Thì cái đó là cái nguy hiểm của những cái chủ thuyết, ba cái chủ thuyết đầu cho rằng là chết là hết, thì nó sẽ có một cái tai hại là người ta sẽ mặc sức làm ác và không có muốn làm lành. Và Đức Phật nhấn mạnh tiếp này, họ cũng nói trái ngược với thánh giáo, vì các bậc thánh đều biết có đời sau, vậy là do duyên tà kiến phi hữu khởi lên các ác pháp, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, sự đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen mình chê người. Những người chủ trương ngược lại thì có chính kiến, và do chính kiến khởi lên các thiện pháp, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, không đối nghịch các bậc thánh, thuyết phục thuận với diệu pháp, không khen mình chê người. Thì nói dài dòng vậy thôi, nhưng mà khi mà cái này là cái điều ngược lại thôi, tức là cái chấp mà không có đời sau ấy, thì là nói ngược với lại thánh giáo, nói ngược với các bậc thánh, thì các bậc thánh đều biết có đời sau. Thì khi mà chúng ta Đức Phật nhấn mạnh thêm là khi mà duyên với các phi hữu, tức là không cho rằng có đời sau đó, phi hữu tức là không có tam giới, không có sắc giới, không có dục giới và không có vô sắc giới đó, thì tất cả các ác pháp sẽ khởi lên thôi, vân vân, giống như trên.
Thì sau khi mà Đức Phật đưa ra 6 cái chủ trương trên thì Đức Phật đều nhấn mạnh rằng là nó đều có cái lập trường ngược lại với nó, và 6 cái chủ trương trên nó đều đưa đến những cái tai hại của cái việc là người ta mặc sức làm ác và ít làm điều lành. Và đó là rồi cuối cùng là Đức Phật mới hướng mọi người theo cái pháp của Ngài, đó chính là cái đoạn vừa đọc, tức là đề cập đến 4 hạng người đó, là cuối bài kinh. Đức Phật đề cập đến, nhấn mạnh đến 4 hạng người như kinh số 51 là hạng tự hành khổ mình, hành khổ người và hành khổ cả mình lẫn người, và cuối cùng là không hành khổ ai. Thì cái bài kinh này Đức Phật chúng ta đã học qua, chúng ta biết rồi, tức là Đức Phật nói rằng là với những cái chủ trương kia đều đưa đến tai hại, và Đức Phật phân tích 4 cái hạng người. Thứ nhất là hành khổ mình, tức là do những cái chủ trương, những cái chấp trước của mình nó không đúng, cho nên là muốn hành hạ, tự mình hành hạ mình, giống như đạo ni trần tử chúng ta biết rồi, họ tức là họ cũng muốn nỗ lực họ đi lên đó, nhưng mà họ chủ trương sai, cho nên họ muốn hành hạ cái thân xác này của mình, để mà mong rằng là, vì họ nghĩ rằng là cái tội lỗi nó từ cái thân này nó ra, tức là thân thì ác nguyên, thân này là nguồn của tội lỗi, cho nên họ hành hạ cái thân này để mong rằng là diệt tất cả những cái dục. Khi mà hành hạ như vậy thì cái thân này nó không có ham muốn nữa, thì họ nghĩ rằng như vậy thì sẽ tốt cho họ. Cho nên là cái hạng thứ nhất là hành khổ mình, cái hạng thứ hai là hành khổ người, tức là vì muốn lợi ích cho mình cho nên làm tổn hại người khác, và hạng thứ ba tức là hành khổ cả hai, tức là làm những cái việc mà bất chính, làm những cái nghề bất chính là tự mình tổn hại rồi mà sẽ gây tổn hại cho người khác. Thì với 3 cái hạng người này, Đức Phật nói rằng là đều là những cái hạng mà không được tán thán, là không phải là những cái hạng chắc thật, không phải là những cái người mà đáng đương theo, không phải là pháp tối thượng, và chúng ta cần phải tránh xa 3 cái hạng người đó. Và chỉ có cái hạng người thứ 4 là không hành khổ mình và không hành khổ người, tức là không những là không làm khổ mình, không làm khổ người, mà còn đem lợi ác lại, đem lợi ích lại cả cho mình và cho người, thì chỉ có cái hạng đó mới là cái hạng đáng được tán thán. Và hạng này khi mà không làm khổ mình, không làm khổ người đó, thì đó là cái hạng mà đúng như cái bài kinh này nó nói, tức là một cái pháp chắc thật, tức là luôn luôn làm lợi mình, làm lợi người thì không bao giờ đi tổn hại người, trí cũng không sẽ không chê cười. Và Đức Phật kết luận là như thế này này, Đức Phật nói rằng là như đã nói đó, tức là nó sẽ chia ra 2 trường hợp với những người làm thiện làm ác. Nếu những người làm ác đó thì hiện đời này sẽ bị người ta chê trách, và đời tương lai nếu như mà có đời sau đó thì sẽ phải đọa lạc. Và ngược lại với những người làm lợi mình, lợi người, lại cả hai đó, thì hiện đời này sẽ được người ta khen ngợi, và những đời sau thì sẽ được sinh đến những cái thiện thú thiên giới. Đó là những cái pháp mà chắc thật, không có thể tranh cãi được, dù anh có nói cỡ nào đi nữa, dù cái giáo lý của anh có hay cỡ nào đi nữa, mà anh làm ác thì rõ ràng cái pháp đấy sẽ đưa đến đọa lạc, sẽ bị người ta chỉ trích. Còn cái pháp mà chúng ta hành thiện là cái pháp chắc thật, đó là cái nền tảng đó, thì dù anh có phân tích cỡ nào đi nữa thì chúng ta thấy là những cái người làm việc tốt lành đó thì những cái người hiện tại này sẽ khen ngợi, và chắc chắn nếu có đời sau thì sẽ được an ổn, được tốt lành. Thì nội dung bài kinh thì đơn giản là như vậy thôi, tức là Đức Phật dạy một cái pháp chắc thật là chúng ta phải làm lành và tránh ác, để lấy đó làm cái nền tảng để có những cái tư duy cao hơn, để đi đến những cái cõi của sắc giới, vô sắc giới, hay là có một cái chủ trương của hữu diệt niết bàn, tức là ngược lại với cái chủ trương thứ 6 đó. Thì đó là những cái chủ thuyết mà Đức Phật liệt kê ra, gồm 6 chủ thuyết và những cái chủ thuyết ngược lại, và cái chủ thuyết niết bàn giải thoát của Ngài. Thì Ngài đưa ra cho chúng ta những cái chủ thuyết đó để chúng ta tự mình lựa chọn, giống như lúc đầu nói đó, tức là chúng ta tự đánh cược cho mình. Nếu mà chúng ta chọn một trong 6 cái chủ thuyết trên đó thì nó sẽ đưa đến cái tai hại cho chúng ta, thì đó không phải là cái cuộc đánh cược mà khôn khéo của chúng ta. Còn Đức Phật dạy cái pháp chắc thật mà chúng ta cược, chúng ta đánh cược, chúng ta chọn cái pháp đó thì
dù chúng ta có làm cỡ nào đi nữa thì một là chúng ta sẽ được an ổn, mà hơn nữa mà chúng ta hướng tâm tới chánh trí và chánh kiến thì nhất định chúng ta sẽ được an lành giải thoát ngay trong đời này và đời sau. Thì bài kinh nó nói rất nhiều thứ rắc rối, nhưng mà tự chung lại chúng ta chỉ thấy là có một điều chính là chúng ta hãy lựa chọn một cái pháp chắc thật cho mình, cái pháp không gây đến tranh cãi, không gây đến tổn hại, cái pháp mà dù có cỡ nào đi nữa, tức là chúng ta làm lành chánh ác thì cỡ nào chúng ta cũng sẽ được an ổn dù đời này hay là đời sau. Thì đó là cái nội dung của cái bài kinh Không Gì Chuyển Hướng. Thì dựa trên cái nội dung bài kinh này, mong rằng chúng ta sẽ có cái lựa chọn sáng suốt cho mình để cho không có bị rơi vào những cái đoạn xứ ác thú. Này, cái bài kinh này có rắc rối, hơi rắc rối không? Nó còn phân tích vào cái phần chú giải thì nó cũng còn nhiều thứ lắm, nhưng mà nội dung nó chỉ có nhấn mạnh là chúng ta một lần nữa để chúng ta thấy là hãy làm lành chánh ác để làm cái nền tảng cho mình. Và có những cái chủ thuyết mà chúng ta nhận thấy là nó, Đức Phật phân tích rất rõ những cái chủ thuyết đó là nó có tác hại như thế nào thì chúng ta tránh xa nó ra, đừng có lựa chọn vào nó thì chúng ta sẽ được an ổn. Chúng ta học tiếp bài kinh 61. Nhà thứ sáu này thì thầy đổi giờ cho nên không có dạy thứ sáu tuần sau nhé. Dạ, chúng ta có câu hỏi thắc mắc gì không? Dạ. Dạ, chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này về thăm tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.